mua bán gà ta nha, chuyên gà ta thôi, gà ta gà công nghiệp. Gà công nghiệp thì giao sỉ không à, còn bán gà ta là giao bán lẻ, sỉ không có nha, tại lâu lâu mới được hai con, lâu lâu đi tỉnh á, rồi gom danh lên gom lên để bán gà ta một hai con, cứ bán con, cái gà ta thuần chủng á, có nghĩa là nuôi thả giường dưới quê của chị, tại đất rộng, có nhận làm gà luôn, làm gà cúng, làm các loại làm gà cái gì cũng có. Rồi cái bán hủ tiếu nha, áp hủ tiếu, quán hủ tiếu 24 giờ, lo ship hủ tiếu gà Quân, hủ tiếu gà Anh Quân, bán trên bi, hủ tiếu gà Ba Nhung bán trên Grab, Hoành Thánh Lá Cách Thủy bán trên Bemin. Rồi bếp nấu xe cộ đầy nè, không có đường đi, dán làm để nuôi nè, nuôi cái đám này, nhất cái mặt này. Mặt là biến giờ nó mới dậy, nhà nào cũng vậy. Bán trên áp nha, nóng tuyệt đối, xài bếp, bếp này có quà khúc đầy đủ. Thì nhìn nó cùi cùi vậy đó, rải đồng lâm, nhưng mà tại mua bán gì đó, nha chặt, dễ gối.